Sau tất cả thị phi, vợ hai Vân Văn Long dần lộ bản chất thật. Bản chất thật của Linh Lan dường như đang dần được hé lộ khi hàng loạt hình ảnh cùng bằng chứng chứng minh cho việc mạo danh của cô ngày càng rõ ràng hơn. Mới đây, bố mẹ Vân Văn Long đã có bài chia sẻ đáng chú ý khi tiết lộ đã nhờ công an vào cuộc điều tra, xác minh thân thế thực sự của Linh Lan. Theo đó, Linh Lan tên thật là Ngô Thị Trúc Ly, chứ không phải là Phan Thị Ngọc Nhi như cô từng tiết lộ. Người tên Phan Thị Ngọc Nhi thực chất là chị gái Linh Lan. Bên cạnh đó, Linh Lan từng cho biết mình và Văn Long là vợ chồng hợp pháp. Thế nhưng sau xác minh từ phía cơ quan chức năng, thì Ngô Thị Trúc Ly, tức Linh Lan, là người độc thân và có một cô con gái là Ngô Mẫn Nhi, tức bé Hai Lâm. Sau lời tuyên bố đầy bất ngờ của bố mẹ Vân Văn Long và Linh Lan, cộng đồng mạng cũng soi ra được chi tiết đáng chú ý, chứng minh cho việc Linh Lan đã mạo danh người khác. Theo đó, trong hình ảnh tốt nghiệp của Linh Lan, khi soi kỹ hơn sẽ thấy tấm bằng của cô là họ Ngô chứ không phải họ Phan. Cùng với đó, cũng xuất hiện một đoạn tin nhắn nghi là của Linh Lan và cô cũng biết rõ về danh tính người vợ bên Mỹ của Vân Văn Long. Song nhiều cư dân mạng cho rằng vì Vân Long kết hôn giả để sang Mỹ định cư và làm việc nên chuyện không đăng ký kết hôn với Linh Lan là chuyện dễ hiểu. Về phía Linh Lan, trước sự việc này, Linh Lan không muốn giải thích gì thêm cũng như không muốn có sự liên quan gì nữa đến gia đình Vân Văn Long. Dù trước đó, Linh Lan luôn lên tiếng ầm ĩ và xác nhận mình là vợ Vân Văn Long và liên quan tới việc đòi chia tiền phóng điếu của Vân Văn Long. Hiện tại khi bị gia đình Vân Văn Long lật mặt phơi bày sự thật thì Linh Lan tiếp tục rút lui. Thật sự cũng không muốn bị làm phiền dính dáng gì đến Vân Văn Long hay là không có lời giải thích nào cho việc mạo danh của mình nên lên tiếng rút lui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.